Cũng trong chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và các đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, Nguyễn Duy Minh tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang, báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân cùng dự buổi tiếp xúc. Qua nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, cử tri huyện Hòa Vang bày tỏ phấn khởi với thành công của kỳ họp cũng như hoạt động tích cực của đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng và kiến nghị nhiều vấn đề đề nghị Quốc hội xem xét, tiếp tục có giải pháp tháo gỡ. Trong đó đề nghị tăng cường các biện pháp kiểm soát COVID-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, nhất là đối với trẻ em, để sớm cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Cử tri cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng tin xấu, tin độc trên không gian mạng và đề nghị cần quản lý xử lý nghiêm. Cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phòng chống tham nhũng, sự xuống cấp đạo đức xã hội, tình trạng vi phạm pháp luật gia tăng. Việc thực hiện chính sách cho cán bộ không chuyên trách xã phường cũng như giải quyết việc làm cho đối tượng yếu thế còn nhiều bất cập. Cử tri cũng đề cập một số vấn đề liên quan đến một số dự án triển khai trên địa bàn. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của bà con cử tri Hòa Vang, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến công tác phòng chống COVID-19. Bí thư Thành ủy cảm ơn sự chung tay đồng hành của người dân, góp phần quan trọng giúp thành phố kiểm soát dịch bệnh. Đối với việc tiêm chủng, hiện nay chính phủ vẫn đang nỗ lực để tăng độ bao phủ cũng như đẩy nhanh việc nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước trên tinh thần đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Về cái việc tiêm vaccine để đảm bảo cho cái phục hồi phát triển kinh tế thì đây cũng là một trong những cái quyết tâm của chính phủ, nhưng đặc biệt là đối với thành phố Đà Nẵng chúng ta là một trong những cái địa phương có cái tỷ lệ bao phủ vaccine nhanh, và hiện nay thì mũi 1 là chúng ta đã đảm bảo được 100%, trừ một số các cái người dân mà có cái bệnh nền chưa tiêm được. Đối với mũi 2 thì đến ngày hôm nay chúng ta đã đạt được cơ bản khoảng trên 70%, và chúng ta phấn đấu từ nay đến cuối tháng 11 và chậm nhất là sang đầu tháng 12 là chúng ta sẽ bao phủ được hết cái mũi 2. Đà Nẵng cũng là một trong những cái địa phương đầu tiên tiêm vaccine cho học sinh dưới 18 tuổi. Bí thư Thành ủy cũng cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì thành phố cũng đã chủ động các phương án kịch bản để thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Sắp tới thành phố sẽ tổ chức diễn tập điều trị F0 không triệu chứng tại nhà. Thì đây là một trong những cái giải pháp mà để chúng ta khắc phục cái tình trạng là F0 mà tăng cao rồi F0 không triệu chứng, thì chúng ta không cần thiết phải điều trị tập trung. Nhưng mà để làm được cái việc này thì chúng ta phải kèm theo rất nhiều các cái điều kiện. Thứ nhất là điều kiện ở trong các cái gia đình phải đảm bảo được cái yêu cầu đó. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái phương án về giám sát. Báo cáo bà con là thành phố cũng đang hết sức cố gắng trong cái việc là tìm cái nguồn thuốc điều trị. Thì đây là một trong những cái giải pháp rất là căn cơ để chúng ta sống chung. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh vấn đề này đang được Trung ương thực hiện quyết liệt và ngày càng đổi mới. Việc nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, nâng cao đạo đức xã hội đang được Quốc hội ngày càng chú trọng. Đối với chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách theo Nghị định 34, thì Trung ương sẽ tiếp tục khảo sát làm việc với các địa phương để điều chỉnh phù hợp. Bí thư Thành ủy cũng đã giải trình thêm một số vấn đề cụ thể khác mà cử tri quan tâm.